Theo trang Autogetic, MG Motor Indonesia đã ra mắt chiếc xe hybrid đầu tiên tại Indonesia, MG VSH EV hồi cuối tháng 3. Mẫu xe này được xem là chiếc xe hybrid giá rẻ nhất tại đất nước vạn đảo với giá tương đương 619 triệu. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là MG cũng tuyên bố rằng chiếc xe này rất tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó có thể tương đương với Honda CRV Hybrid 2024. Theo lời của giám đốc marketing của MG Moto Indonesia cho biết MG VS HEV có thể di chuyển tới 1.000 km chỉ với một lần đổ đầy nhiên liệu. MG vs HEV có thể đi được 1.000 km chỉ với một lần sạc. Để ví dụ, khoảng cách từ Jakarta đến Surabaya hai thành phố tại Indonesia là 880 km và xe có thể đạt được quãng đường đó chỉ với một lần sạc. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 1 lít cho 25 km tương đương 4 lít cho 100 km điều này có nghĩa là mức tiêu thụ nhiên liệu của MGVSHEV, tương đương với thông số của Honda CRV Hybrid. Được biết, dựa trên các bài kiểm tra nội bộ của Honda, kết quả tiêu thụ nhiên liệu của CRV Hybrid đạt 1 lít, cho quãng đường 25 km tương đương 3 lít 9 cho 100 km. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tuyên bố về mức tiêu thụ nhiên liệu của MGVSHEV và Honda CRV Hybrid dựa trên kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất. Trong thực tế, các kết quả tiêu thụ nhiên liệu của hai chiếc xe này có thể lớn hơn so với những tuyên bố này, tùy thuộc vào phong cách lái xe và tải trọng mà xe mang theo. Theo truyền thông Indonesia, MG sẽ trở thành một thách thức mới trong phân khúc xe xanh, thân thiện với môi trường. Chiếc xe này được tuyên bố mang đến công nghệ mới nhất phù hợp với nhu cầu của thị trường Indonesia đang phát triển bằng cách cung cấp khả năng tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, hiệu suất cao và công nghệ tiên tiến mẫu xe hybrid này có khả năng tăng tốc mạnh mẽ từ 0 đến 100 km h chỉ, trong 8.9 giây. Sức mạnh từ động cơ 1.5 lít kết hợp, với bộ pin 2.13 kW có thể tạo ra công suất đạt 177 mã lực, và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Về mặt an toàn, MG EV được trang bị hệ thống an toàn khá đầy đủ với 6 túi khí, tích hợp camera 360 độ HD mang lại tầm nhìn tốt hơn cũng như hàng loạt tính năng khác. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện iMac e tích hợp nút cảm ứng màn hình kép kích thước lớn cùng với đó là bảng điều khiển cảm ứng có đèn chiếu sáng